Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử ca sĩ Lương Bằng Quang, sự nghiệp và chuyện tình ồn ào với Ngân 98. Những người gặt hái được thành công ở cả con đường ca sĩ lẫn nhạc sĩ, trong giới showbiz Việt có lẽ là không nhiều. Lương Bằng Quang là một trong số ít ấy, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát ngay từ lúc còn nhỏ. Khi chuyển sang sáng tác, ca sĩ Lương Bằng Quang có nhiều tiếng tăm hơn và gặt hái nhiều thành công với các giải thưởng. Nhạc sĩ trẻ nhất nhận được giải Làn Sóng Xanh năm 2004, giải nhì trong Tuổi Đời Mênh Mông. Thời gian gần đây, anh lại càng nổi tiếng hơn trong cộng đồng mạng khi sánh đôi cùng hot girl tai tiếng Ngân 98. Tiểu sử Lương Bằng Quang. Tên thật: Lương Bằng Quang. Năm sinh: 28 tháng 1 năm 1982. Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh. Một vài bài hát do Lương Bằng Quang sáng tác: Nắng Sân Trường, Ngôi Sao Chứng Nhân, Đôi Chân Thiên Thần, Chính Em, Chờ Đợi Quá Khứ. Thành tích đạt được: nhạc sĩ trẻ nhất nhận được giải Làn Sóng Xanh năm 2004, giải nhì trong Tuổi Đời Mênh Mông. Album của Lương Bằng Quang: Top Chạm 2008, Return 2004. Chuyện tình yêu của ca sĩ Lương Bằng Quang. Ban đầu, đời tư của Lương Bằng Quang khá kín tiếng, anh có mối tình gắn bó gần 6 năm với diễn viên Gia Gia, Trương Nhi, từng là một câu chuyện đẹp khi cả hai đều rất yêu thương nhau. Nhạc sĩ Bằng Quang còn có những hành động quan tâm bất ngờ dành tặng cho Gia Gia, Trương Nhi, hay âm thầm đồng hành cùng cô trong những buổi chụp quảng cáo, ghi hình. Thế nhưng, họ chia tay với lý do dừng lại để phát triển trong sự nghiệp. Tuy nhiên mới đây, Gia Gia, Trương Nhi hé lộ lý do chia tay tình cũ của mình là vì cô đã nhìn thấy tin nhắn với nội dung "Anh nhớ em" gửi đến một số điện thoại lạ không lưu tên và cô đã có động thái chia tay ngay lập tức. Trong thời gian gần đây, Lương Bằng Quang có mối tình chú cháu với Ngân 98. Cặp đôi cũng thường xuyên gây bão bởi những hành động và phát ngôn thiếu tế nhị, không mấy thiện cảm khiến nhiều người ngao ngán. Vào tháng 2 vừa qua, nhạc sĩ 8X đã có cuộc trùng tu nhan sắc cùng với bạn gái Ngân 98, khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Vốn không hài lòng với nhan sắc thực tại của mình, anh đã quyết định thay đổi diện mạo bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình của bạn gái. Lương Bằng Quang đã nhấn mí, độn cằm và sửa mũi. Sau thời gian phẫu thuật, kết quả nhận được khiến chính bản thân người trong nhà và cư dân mạng đều rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp lai tây hiện giờ của anh. Có thể nói đây là một cú lột xác ngoạn mục và thành công của Lương Bằng Quang. Sau quá trình đập đi xây lại, cặp đôi nhận được nhiều cuộc phỏng vấn từ phương tiện truyền thông. Thế nhưng, được biết đến thời điểm hiện tại, cặp đôi chú cháu đang có dấu hiệu dạn nứt khi Lương Bằng Quang cho đăng tải những status ẩn ý việc cả hai đang gặp trục trặc. Anh còn thẳng thừng nói rằng mình đã chặn Facebook của bạn gái. Sau khi được hỏi về vấn đề này, nam ca sĩ cho biết chuyện yêu đương gặp trục trặc như cơm bữa, cũng chưa thể nói tất cả sẽ đi đến đâu. Nhiều khi sự giận hờn khiến chúng ta tìm ra hướng giải quyết hoặc một kết quả nào đó. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là thông tin ban đầu từ một phía của Lương Bằng Quang. Câu chuyện của họ liệu có đi tiếp hay dừng lại thì thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Con đường sự nghiệp của ca sĩ nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Ca sĩ Lương Bằng Quang xuất thân trong gia đình nghệ thuật, khi có bố là nhạc sĩ Lương Bằng Vinh, mẹ là giáo viên dạy nhạc, sẽ không có gì lạ nếu như anh được thừa hưởng gen trội này từ bố mẹ. Điều ấy bộc lộ ngay từ khi Lương Bằng Quang còn bé, anh yêu hát, thích đánh piano và dần đi theo con đường âm nhạc. Nam ca sĩ 8X sớm bước chân vào sự nghiệp ca hát để thỏa niềm đam mê từ bé của mình. Tuy nhiên, sở hữu ngoại hình không quá nổi trội đã khiến Lương Bằng Quang gặp rắc rối khi không nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, mặc dù nam ca sĩ là một người đi lên từ chính thực lực của bản thân. Năm 2002, Lương Bằng Quang tạm dừng ca hát, chuyển sang viết nhạc. Từ đây con đường nghệ thuật của anh nở rộ hơn, nam ca sĩ được mọi người trong giới biết đến nhiều hơn với khả năng viết nhạc đa dạng đi kèm chất lượng, từ nhạc dân tộc đến các bài nhạc trẻ, từ những ca từ chân thành, sâu lắng, lãng mạn đến sôi động, hip hop đều được thể hiện rất tốt. Nhiều ca khúc của Lương Bằng Quang được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện, mua độc quyền và có bài hát giành được giải thưởng lớn như Đôi Chân Thiên Thần do ca sĩ Lam Trường thể hiện. Những bài hát khác nhận được sự chú ý như Hương Tháng Giêng với Quang Vinh, Ngôi Sao Chứng Nhân với Thanh Thảo, Cần Một Cái Tên với Nhật Tinh Anh. Đến nay, ngoài là một ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang còn là một nhà sản xuất âm nhạc, sở hữu cho mình một cơ ngơi hoành tráng. Đương ở độ tuổi 37, nam nhạc sĩ có một cuộc sống khá sung túc khi sở hữu ngôi nhà với diện tích 150m², trị giá hơn 5 tỷ, trang bị các công nghệ hiện đại, đi kèm các thiết bị thông minh khiến ai cũng không khỏi trầm trồ. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn.
xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.